Về chỉ định của bài này, thứ nhất ấy, tức là trong trường hợp mà sừng của con bò mà nó phát triển không bình thường, ví dụ như là sừng con bò nó dài quá, nó đâm vào ở cái mí mắt hoặc lưỡi má, nó gây cho da ở cái vùng nó bị hoại tử. Cho nên là nếu chúng ta không cưa thì nó cái vùng nó này hoại tử thì không được. Cái trường hợp thứ hai tức là sừng con bò quá nhọn, ví dụ con này là thuộc của loại rất nhọn này, cho nên nếu nó nhọn thì nó đánh nhau có thể hút vào người, hút gia súc khác thì dứt khoát người ta phải cưa. Đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba tức là trâu bò đánh nhau thì làm cho sừng bị gãy, bị dập, sau đó ngay tại chỗ bị gãy đó bị nhiễm trùng hóa mủ thì chúng ta phải cưa bỏ cái đoạn sừng đi. Trong trường hợp bình thường mà nếu chúng ta cưa rất là ngắn, ví dụ chúng ta cưa khoảng là ở ngoài cái chóp này thì không cần phải làm những cái thao tác gì khác, không làm những cái phẫu thuật, những cái động tác gì khác, mà chỉ cần dùng cái cưa cứu cưa thử mộc người ta cưa là xong. Nhưng trường hợp đây chúng ta cưa muốn cho sừng không phát triển ấy, thì chúng ta cưa sâu vào trong tủy sừng. Các em biết tức là nếu cưa sâu vào trong tủy sừng ấy, thì nó sẽ gặp mấy cái trường hợp này. Thứ nhất tức là mạch máu ở trong da đó này, hai tức là thần kinh này. Nếu chúng ta đụng chạm đến tủy sừng tức là đụng chạm đến mạch máu mà đụng chạm thần kinh này, thì do đó chúng ta muốn cho khỏi đau thì chúng ta phải gây tê, muốn cho khỏi chảy máu thì chúng ta phải có biện pháp cầm máu này, hai vấn đề để các em cần phải lưu ý. Về cố định gia súc ấy, thì chúng ta cố định chắc vào ở trong giá bốn trụ và cái sừng chúng ta buộc thật chắc vào ở trong cái giá là chúng ta làm được. Ở nông thôn thì chúng ta có thể lợi dụng những cái cây ha, những cây chúng ta cố định vào trong gốc cây đấy chúng ta làm được. Cái thứ hai tức là về gây tê, thì vị trí gây tê của chúng ta thì các em biết tức là chúng ta xác định vị trí tức là ở bờ trên hố mắt, bờ trên hố mắt ở đây ví dụ con này tức là bờ trên hố mắt này. Thứ hai tức là khoảng cách đến gốc sừng. Đấy là một cái đường thẳng từ bờ trên hố mắt đến gốc sừng, và chúng ta lấy vào trung điểm giữa cái đường thẳng đó. Gây tê chúng ta xác định tức là từ bờ trên hố mắt và tại gốc sừng kẻ thành một cái đường thẳng, và chúng ta sẽ lấy cái giữa cái tâm điểm giữa đường thẳng đó, chúng ta đâm mũi kim vào bờ ngoài của xương trán, xuống cách từ bờ ngoài xương trán độ chừng khoảng là 3 đến 5 cm, chúng ta bơm Novocain 3% vào đó thì coi như là nó sẽ gây tê. Khi tiêm thì các em nhớ tức là chúng ta dùng cái cổ tay này để làm điểm trị, sau đó chúng ta ấn lên mũi kim. Bây giờ ta dùng cồi nhốt ta sát trùng toàn bộ cái gốc sừng, toàn bộ sừng chúng ta định cưa. Các em thấy là sát trùng thật kỹ, từ trong từ trên xuống dưới. Bây giờ cưa thì là chúng ta có thể dùng hai loại cưa, một loại cưa có cung, có khung này để mà cưa những cái sừng lớn hoặc là những gia súc lớn. Còn cái cưa lá này chúng ta cưa những sừng nhỏ hoặc là gia súc nhỏ thì chúng ta có thể là cưa hai loại như thế. Đấy. Khi đặt cưa vào chúng ta cưa thật nhanh và thật dứt khoát. Ví dụ vị trí chúng ta cưa đây chúng ta cưa. Sau đó chúng ta đặt cái vai gạt lên. Và chúng ta băng lại. Tiếp chúng ta quấn một cái vòng ở đây, xong chúng ta quấn sang bên kia và chúng ta theo băng theo kiểu số 8. Vấn đề cuối cùng là vấn đề hộ lý chăm sóc. Các em lưu ý sau khi cưa sừng xong rồi thì nói chung chúng ta không cần phải tiêm kháng sinh, không cần chăm sóc gì đặc biệt. Chủ yếu là không được để, đối với trâu thì không được để nó nhảy xuống ao nó đầm. Và không được để con bò hoặc là con trâu mà cưa sừng xong mà ở ra ngoài mưa thì nó nước nó sẽ ngấm vào trong sừng rất nguy hiểm. Do đó cho nên là chúng ta băng kỹ rồi, sau đó trong 7 ngày chúng ta cởi băng ra thì khỏi, không cần phải tiêm kháng sinh, không cần gì cả.